bác sĩ Lê Thị Kim Dung, chuyên khoa sản tại Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội, vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại việc đã có một vài người phụ nữ cấp cứu nặng tại phòng khám của bà do tự xử bằng bóng đèn. Bác sĩ Kim Dung vẫn nhớ như in về một trường hợp đặc biệt của một người phụ nữ trung tuổi tại Hà Nội tên là Hát. Do chồng bị bệnh nên phải kiêng cữ chuyện vợ chồng. Điều này khiến bà Hát cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu. Vì thế, việc tự thỏa mãn khiến bà Hát đạt khoái cảm và không gây ảnh hưởng đến chồng. Bà Hát đã nhiều lần tự thỏa mãn ham muốn của bản thân bằng các đạo cụ như dưa chuột, cà rốt do bà đi chợ mua về. Song lần làm bà điêu đứng nhất là do bà tìm đến chiếc bóng đèn dài, xoắn nhỏ để tự xử. Việc dùng chiếc bóng đèn này khiến bà đạt được hưng phấn lớn hơn, nhưng bà lại không ý thức được rằng chiếc bóng đèn là vật dễ vỡ, nên trong trạng thái thăng hoa, bà đã vô tình mạnh tay, gồng mình khiến chiếc bóng đèn vỡ vụn trong vùng kín. Sau nhiều lần cấp cứu trong đau đớn và xấu hổ đó, bà Hát cũng đã không còn thiết tha về chuyện tự thỏa mãn khi bản thân có ham muốn. Gần đây nhất, một trường hợp khác cũng khiến bác sĩ Kim Dung không thể quên khi cấp cứu cho một thiếu nữ lúc nửa đêm. Cô gái đã tự xử bằng bóng đèn quả nhót. Trong lúc hưng phấn, chiếc bóng đèn cũng đã vỡ vụn trong vùng kín. Bác sĩ Kim Dung đã phải nhanh tay gắp những miếng vỡ của chiếc bóng đèn ra và cấp cứu kịp thời để tránh viêm nhiễm. Không chỉ dùng bóng đèn để tự sướng, nhiều nữ giới còn dùng đến các đạo cụ khác nhau mà không quan tâm đến mối nguy hại có thể xảy ra. Một trường hợp của một thiếu nữ tuổi trăng tròn tại Hà Nội đã gọt tròn củ đậu để hành xử. Nhưng điều không may là củ đậu đã bị gãy và mắc kẹt sâu bên trong. Người nhà của thiếu nữ đã phải cậy nhờ đến bác sĩ gắp miếng củ đậu ra kịp thời. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Lan, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng cho một tập đoàn lớn tại Hà Nội, vẫn không hết sợ hãi khi kể về câu chuyện của mình. Chị Lan mặc dù 29 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Nhiều lúc chị cũng muốn có một tấm chồng để dựa dẫm mà duyên mãi không tới. 29 tuổi đủ để chị tìm hiểu các vấn đề tâm sinh lý của mình. Chị thú nhận rằng chị cũng đã từng xem phim nóng nhiều lần nên đã khiến chị có hành vi tự xử để đạt được cảm giác thăng hoa. Hành động này lặp đi lặp lại khiến nó trở thành một chứng nghiện tự sướng đối với chị. Các vật dụng chị Lan thường dùng là dưa chuột, vòi nước. Sau một thời gian, vùng kín của chị trở nên ngứa sát và bác sĩ chẩn đoán chị đã bị viêm và cần phải điều trị gấp, nếu không sẽ khó có thể có con và thậm chí là ung thư. Sự việc xảy ra vào đêm 29 Tết, bệnh nhân được đưa vào một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, huyết áp tụt. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện tại vùng kết tràng sigma, tức đại tràng sigma của bệnh nhân có dị vật kích thước khá to và đã tiến hành mổ cấp cứu, đưa ra quả dưa leo có bọc bao cao su bên ngoài. Theo một bác sĩ tại bệnh viện mổ cấp cứu cho nạn nhân, đây là trường hợp khá hy hữu, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Được biết, bệnh nhân ngoài 40 tuổi là bác sĩ, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra khi vợ con của vị bác sĩ này đi du lịch ở nước ngoài, chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Trung là một chàng trai tuy có bề ngoài rất đẹp mã, thế nhưng anh lại học hành không đến nơi đến chốn. Nhiều năm long đong ở Hà Nội, anh lăn lộn với đủ thứ nghề vất vả, song cuộc sống vẫn chưa bao giờ ổn định. Cho tới một ngày, anh được một người bạn giới thiệu cho vào làm quản lý tại một quán bar nhỏ, thì cuộc sống của anh đã bắt đầu đổi khác. Quán bar tuy nhỏ, nhưng khách khứa vào đây chủ yếu là những quý bà quá lứa, lỡ thì, hoặc những quý bà có đầy đủ gia đình, con cái, nhưng thuộc diện hới mưng hới mỡ đua đòi. Ban đầu, Trung cũng cực ghét cảnh những quý bà cặp kè lả lơi với các trai nhảy tại bar. Thậm chí, Trung ghét cay ghét đắng khi có những quý bà khát tình còn ngang nhiên mặc cả, ngã giá để được qua đêm với người quản lý đẹp trai, khéo mồm.
Tuy nhiên, dần dần, sống trong môi trường ấy, Trung bắt đầu thấy quen. Trung cũng lả lơi chiều lòng tới bến các quý bà chịu chơi khi họ có nhu cầu. Đặc biệt, tại ba, dù là quản lý, nhưng Trung hay cặp kè với một quý bà năm nay đã 47 tuổi. Theo như Trung kể, quý bà này là một doanh nhân rất thành đạt. Bà ta cũng đã ly dị chồng được 2 năm nay. Bà cũng có con gái lớn, nhưng con gái còn đang du học bên Pháp. Vì thế, ở nhà buồn đời, chỉ có một mình, nên bà đã nhiều lần đến ba này uống và chơi. Đến đây, qua những lần thoáng gặp Trung, bà bị vẻ bề ngoài điển trai của Trung cuốn hút. Lại thêm Trung lúc nào cũng ngọt ngào, chiều chuộng, tâm lý với mọi phụ nữ, nên bà rất thích. Vì thế, bà này đã mạnh dạn đề nghị anh về phục vụ cho riêng mình. Chỉ cần ở bên thì chuyện tiền bạc không phải nghĩ. Bà này bảo sẽ trả lương cho Trung cao hơn lương anh đang làm quản lý ở ba gấp 2 đến 3 lần. Lóa mắt trước số tiền hàng tháng có được từ việc làm tình nhân của quý bà khát tình, Trung đã gật đầu chấp thuận ngay tức khắc. Từ đó, anh bỏ làm việc quản lý ở ba và phục vụ riêng cho quý bà ly dị chồng có ham muốn chuyện ấy mãnh liệt này. Từ đây, cuộc sống của Trung rẽ sang một ngã rẽ mới. Không ngày nào, không đêm nào là Trung lại không bị quý bà khát tình kia hành hạ khổ sở. Lý do vì, tuy là đàn bà, nhưng quý bà này lại có nhu cầu quá cao về chuyện chăn gối. Thậm chí, quý bà này nghiện áp dụng cả những chiêu trò quan hệ rất quái dị. Cụ thể, khi thì bà bắt Trung chiều một ngày 3 đến 5 hiệp. Lúc chưa hài lòng, quý bà này còn bắt Trung phải uống thuốc để kéo dài thời gian ân ái. Chưa kể, bà còn bắt anh phải sử dụng đủ loại đồ chơi bệnh hoạn. Mới đây nhất, sau 3 ngày quý bà này phải đi công tác ở xa về. Vài ngày xa cách, ham muốn trong bà càng trỗi dậy nhiều hơn. Vì thế, lần yêu ấy cũng đầy bạo lực và làm Trung khiếp vía. Vừa mới bước vô phòng ngủ, Trung đã bị quý bà khát tình thòng tay vào thành giường. Cứ thế, người đàn bà 47 tuổi đã làm chủ thế trận. Để rồi, những lần yêu cao trào ấy khiến cổ quý của Trung gặp nạn. Trung hoảng hồn và đau đớn khi đêm ấy cậu đã bị gãy cây gậy phép. Nửa đêm, Trung phải nhập viện trong ê chề, chớ trêu. Nói về cái nghề chẳng giống ai của mình, Trung kể, sau vụ của quý phải bó bột, tôi càng sợ bà ta lắm. Không hiểu sao, nhìn bề ngoài bà ấy rất xinh xắn và nhẹ nhàng. Vậy mà, khi yêu lại khiến tôi phải nhập viện và đau đớn. Giờ tôi muốn dứt ra khỏi bà ta để không là búp bê của bà ấy nữa. Nhưng xem ra sẽ rất khó vì bà ta hay ghen tuông lắm. Trung cũng than thở, biết là hèn, là tội lỗi khi làm đàn ông mà phải là búp bê cho người đàn bà khát tình. Nhưng biết làm nghề nào có thu nhập tốt hơn đây nếu bỏ bà ấy.